chứ cổ không có luôn. Quá trời gì lúc trước hay sao để sẹo quá trời này vậy ha. Có lỗi rồi, mẹ nó hơi lỗi.
tiền thế nên đúng thôi mà ta sống đây xin một cái xì xì ba đây cho của họ tha chi đây cho mình thêm của ta cơ chứ đây sẽ đi theo một cái nghe thai to là các bạn đầu đi nó cái chú xua là khai sĩ khảo sư khảo án là sẽ xíu xí mà đồ dù thăm xùy dù dạo dù vitamin C là chế lượng trên đây tăng sư gọi cho chá có hổng đều liền cho nên như thế dù thăm đã đang lắng chứ chá của hắn ta chứ hắn nào thấy chưa nè đây xì bác kia không mà bác祝大伯新年快乐！祝大伯新年快乐！喂？喂？对，祝你那边大姐新年快乐！那个名字咩？哦，还有几个几个几。哦，准备过年了嘞！祝你那边的大家新年快乐，恭喜发财！哦，就我们的晚上的过了，今天到早上，过年了，对对对，现在的年纪。能啊，拿到第三、第四了。他个人好，他们在几天去他的，他老是把给那个什么学校那边的要给他们去，要付钱给他们去玩三天。他很怕痛啊，他不想去，他说练什么练很痛，我不去了。一定不去的，我在这里买药，你买洗脸这样药的 OK 了，不要去。他哭，一看到还哭。他因为钱太多了，我再去查，他要查药，查那个医生的这里的保险。啊，保险的。今天有空电话来了 ，OK。vì nó hay không được dễ chịu xíu anh nha. Thank you.
Mùi thơm nước mũi luôn. Con này cũng thơm dữ thằng luôn nè. Mà cái đầu nó chưa chín ấy, cái đầu hồi em để đây nè. Nóng con đi á. Đi nghe nó. Lùng lùng lửa than ngay đầu á. Em phải lại cái bảy. Hả? Phải lại đi. Chuyện thấy đi. Chị nói hay vậy. Chị thấy hay kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Về nhà chụp hình mấy video, chụp hình là cái gửi cho nhóm, có tư liệu đăng lên. Thế mình đăng lên Facebook rồi, Zalo rồi các kiểu. Đi nhà Hậu đăng nó chạy mà. Đi nhà Chiến không đăng kỳ lắm mà. Đi, nhà... đi, đi nhà ai đăng nhà đó đi. Đi xuống nhà Hậu đăng. Hậu ở đâu? Ở Hậu Giang dừng mặn quá trời vườn. Cái mặn. Đi nhà đó đi. Không biết vậy còn hả? Có ha, có mương eo gì đó. Có. Lần rồi nó hẹn với em xuống thêm lần nữa là bắt ốc á, loại gì bắt ốc rồi. Bữa nào đi xuống anh xuống mình làm ha. Nhà nó lò than, làm than mãi sao vườn mặn cái cây. Ở nhà nó mấy người. Có hai anh em cái gì mà không? Hai anh em nói với cha mẹ nè. Anh chưa gặp. Mai nó anh rồi mà, ngồi với em. Có gì hả? Em mới mấy tuổi rồi. Ok. Đây mẹ cuối các bạn ơi. Mẹ cuối nha các bạn. Nghe xèo xèo đã quá ha. Đây. Lấy bụng dữ rồi ha. Lấy bụng rồi. Bụng kêu dữ rồi. Nó sẽ giữ cái liên tử của mình. Liên tử cái này nữa. Cá lóc cũng chín luôn rồi nè các bạn. Nhưng mà cái lóc khô chút hả anh Khánh? Dạ. Cá khô chút. Cái đầu không mấy nổi ha. Cái đầu không chín nổi. Ừ. Cái đầu phải thôi rồi, chịu thôi. Thấy hấp dẫn quá đi. Cái dĩa này á đang hết sức sự chịu đựng của em. Bình tĩnh lại, kìm nén lại. Kìm nén lại. Nó đang hết sức mình á. Hả? Mua. Ồ, mua mấy con này.